Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu rất là hay của Yuma Tào Nhâm Lỗi. Trận này thì Tào Nhâm Lỗi gặp số 1 thế giới Vương Thứ Nhất. Trận đấu này diễn ra năm 2017. Tào Nhâm Lỗi cầm đỏ đi tiên, còn Vương Thứ Nhất cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。
将军。Trên đây quân nhất không còn được gì để chống đỡ nên đã buông cờ. Mà các bạn xem tiếp trận thứ hai. Trận thứ hai này thì diễn ra năm 2015. Tào Nhâm Nổi cầm đỏ đi tiên, Dương Thứ Nhất cầm đen tấu hậu. Mà bạn thưởng thức.将军。
Quân. Trang Quân. Trang Quân. Đến đây, Dương Thiên Nhất mắc xe nên đã buông cờ nhận thua. Video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Trang Quân. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.